khu vực trồng hoa rực rực màu cam đang khoe sắc rất là đẹp các bạn này. Hoa này thì mình sẽ cắt vào chiều tối nay. Xin chào các bạn, đây là lứa hoa rực rực màu cam cuối cùng ở vườn nhà mình lúc này. Lúc này vườn nhà mình khu vực trồng hoa rực rực màu cam đang khoe sắc rất là đẹp các bạn này. Hoa này thì mình sẽ cắt vào chiều tối nay. Đây là lứa hoa cuối cùng, sau khi mình cắt cái đợt hoa này nữa là sẽ kết thúc cái đợt 1 của hoa rực rực màu cam. Thời tiết lúc này miền Bắc đang ấm lên và đã có những giọt mưa xuân đầu tiên của năm 2023 sau khi Tết Nguyên Đán đã kết thúc. Đây là hoa phục vụ ngày rằm tháng giêng. Những bông hoa nở lúc này màu sắc rất là đẹp các bạn ạ. Do cái khí hậu lúc này thời tiết ấm áp lên, không có gió hanh khô nữa, những bông hoa nở ra rất là to và màu sắc rất là thật. Toàn bộ cái khu này của mình thì cũng không còn bao nhiêu đâu các bạn ạ. Nó cũng chỉ loáng thoáng những cái cây mà nó lên sau thì mình đã cắt những cái đợt hoa trước rồi, nó còn sót lại thôi. Thì nó cũng không có nhiều. Đợt này thì mình cắt nữa thì sẽ hết 99%, còn không đáng kể. Thì còn một cái số cây nó lên muộn thì nó còn lại thôi, còn hầu như là cắt đâu hết đấy các bạn ạ. Hoa rất là đẹp, thời tiết này thì hoa nở rất là nhanh các bạn ạ. Đây là mình để mình phục vụ rằm tháng giêng, chứ không mình cắt từ mấy hôm trước cơ. Ngày rằm tháng giêng cũng rất là quan trọng. Sau khi Tết đến xuân về đã qua thì cái ngày rằm tháng giêng coi như là một cái ngày Tết thứ hai của đầu xuân năm mới. Nhiều nơi còn tổ chức ăn Tết lại, ăn vào rằm tháng giêng. Hoa lúc này rất là đẹp các bạn ạ. Màu sắc còn đẹp hơn là lúc Tết ấy. Lúc Tết thời tiết nó lạnh, lạnh quá bông hoa nhiều khi cánh còn rối bung beng. Nhưng lúc này thời tiết nó ấm áp lên rồi, trời âm u rồi, không còn gió nữa. Thời tiết lúc này là hoa rực rực khoe sắc rất là đẹp. Khi quay video thì hình ảnh nó hơi mờ một chút, nhưng mà được cái là hoa khoe sắc rất là đẹp và bung đồng loạt. Những bông hoa rất là to các bạn. Vườn nhà mình lúc này thì hoa nở cũng rất là nhiều. Hoa ngoại có, hoa nội có. Nhưng hôm nay thì cái video này mình chỉ quay riêng cái khu vực thực dược màu cam này để cho các bạn xem. Vì là mình trồng hoa cắt cành nên là mình đã cắt đi rất là nhiều rồi. Nhìn cái luống hoa nó không còn được dày bông. Còn nếu mà mình trồng để mình quay video không thì lúc này những cái luống này chắc là phải một màu cà rốt rực rỡ luôn. Nhưng mà đây là mình trồng để mình cắt cành nên là lúc này còn những cái cây nó lên sau thì nó cho những cái bông hoa như các bạn đang xem đây thôi. Còn nếu mà trồng để mà làm khu chụp ảnh hay là mình trồng để mình chiêm ngưỡng thì lúc này rất là rực rỡ các bạn. Những cây mà nó mọc lên từ những cái gốc mà mình đã cắt thì lúc này cũng cao khoảng độ 25 cm rồi. Sau khi mình cắt hết một cái loạt này thì mình sẽ xịt G3 để kích thích những cái mầm nó mọc ở phía dưới này cho tiếp tục vươn lên để cho hoa lần hai. Lúc này chỉ có quay hoa cho các bạn xem thôi. Và cái video này cũng là cái video cuối cùng của cái khu thực dược màu cam của mình. Cái lứa hoa đợt 1 của năm 2023. Còn sau này khi mà những cái đợt 2 nó lên thì mình lại mới lại có những cái video để mình quay cho các bạn xem. Nhìn cây thì nó còn không nhiều các bạn ạ. Khu vực phía mình đang quay cho các bạn đây
Thì những cái luống này thì mình trồng muộn, nó lên sau một chút thì nó còn dày cây. Chứ còn phía bên đằng ngoài kia mình trồng sớm hơn một chút thì lúc này hầu như là chỉ còn loáng thoáng đôi cây thôi. Hoa hôm nay thì là cũng hơi to rồi, nhưng mà không vấn đề gì. Chiều nay thì mình sẽ cắt các bạn. Thời tiết đã ấm này mình không dám tưới nước này các bạn này. Nếu mà tưới nước vào thì nó bung toang hết rồi. Hôm nay là 12 rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ giao cho khách để họ ở xa, họ còn cung cấp cho các cửa hàng bán lẻ. Phía bên đằng kia hoa ngoại rồi hoa màu biến, màu miến cũng đang khoe sắc rất là đẹp. Nhưng hôm nay thì chỉ quay khu vực màu cam này thôi. Video cuối cùng của cái đợt hoa đợt 1 màu cam của mình. Hôm nay thì mình để cái bông nó lở to hơn, quay thì nó sẽ đẹp hơn. Những hôm trước thì bông nó lở nhỏ hơn các bạn. Lở nhỏ hơn thì quay thì nó không được đẹp cho lắm. Nhưng hôm nay thì những bông hoa rất là to này. Những chú ong đi lấy phấn đây các bạn này. Hoa được dược màu cam là không có hạt các bạn nhé. Không có hạt. Qua theo dõi rất là nhiều năm rồi thì cái cây màu cam này tỷ lệ nó đậu hạt chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Thỉnh thoảng mới có cây nó có hạt thôi. Còn đa phần là không có hạt đâu các bạn. Nếu có hạt thì mình sẽ để giống, nhưng mà tỷ lệ hạt nó rất là ít. Không đậu hạt như là cái màu hồng. Trước mình trồng cái màu hồng thì cái màu là nó cho nhiều hạt nhất. Nhưng mà năm nay thì còn đậu 1-2 cây giống. Cũng chả còn nhiều nữa các bạn. Đấy, vườn nhà mình lúc này vẫn khô trắng đất đây các bạn này. Không dám tưới. Mà nó đang ấm như này. Khi mình tưới vào là hoa nó lở rất là nhanh. Khi mà mình để cái đất nó khô như này thì cái cành hoa thực dược nó rất là cứng cáp các bạn. Còn nếu mà chúng ta mà cứ cung cấp nước nó nhiều quá thì cái cây hoa thực dược nó sẽ rất là non. Và khi cắt cành cắm nọ là nó rất là nhanh tàn. Và cái bông hoa nó sẽ yếu, nó không được cứng cáp. Quay cho các bạn xem để kết thúc cái video này. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.